Xin chào các bạn, đại lý phụ kiện gửi đến các bạn sản phẩm đó là màn hình LG adapter cho màn hình TV LG 19V 6,32A, chân cắm 3 pin, có mã là DA120D19. Với những phòng sản phẩm mà có công suất lớn như thế này thì các bạn tuyệt đối không nên sử dụng hàng fake nhái cũng như là thương hiệu khác, nó không đảm bảo được độ an toàn cho bạn. Đây là đầu lọc chống nhiễu, chân cắm. Có mũi tên hướng dẫn cắm, các bạn yên tâm không sợ cắm nhầm. Hàng có thời gian bảo hành 1 năm, 1 đổi 1. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể qua trực tiếp đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại hoặc hotline để được tư vấn 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.